Kính thưa quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một ngày đầu tuần nhiều năng lượng. Tôi sẽ làm tặng quý vị và các bạn đo vẽ không nhất thiết là chấp nhận đơn khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một chị khách hàng, chị là bị đơn trong một vụ kiện. Vụ kiện sẽ tóm tắt là như thế này. Vào năm 2016 thì các bên mua bán vé tay, thì chị bán một phần cái thửa đất của chị có bề ngang là 10m, bề dài là 50m cho một người khác. Thì bán một cái phần thửa đất như vậy, thì khi mà bán xong rồi thì các bên phát sinh tranh chấp và chị không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng nữa. Tuy nhiên các bên vẫn giao dịch với nhau bằng giấy tay. Thì cái phía bên người mua đó, họ khởi kiện đến tòa, họ yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng. Còn cho đến thời điểm này thì chị vẫn không có tiếp tục thực hiện hợp đồng, và chị cho rằng là lỗi của chị và chị phạt cọc. Quý vị biết rồi, nguyên đơn là người đóng tiền tạm ứng án phí, nguyên đơn là người đóng tiền chi phí đo vẽ. Thì sáng nay sau khi mà giải thích một hồi thì chị bảo rằng chị không đồng ý cho đo vẽ. Chị cho rằng là đối với trong trường hợp này, ý kiến phản hồi của chị là chị không tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nếu trong trường hợp phát sinh lỗi thì tòa sẽ cho đây là lỗi hỗn hợp và sẽ có những cái thiệt hại khi tuyên bố một cái hợp đồng vô hiệu. Giải thích và giải thích và giải thích. Thì thông qua cái video này, tôi muốn quý vị và các bạn hiểu thêm một vấn đề. Nếu chúng ta là nguyên đơn, chúng ta có quyền yêu cầu khởi kiện tranh chấp một cái bất động sản. Và bất động sản, tòa án là một cái cơ quan quyền lực, thì tòa án phải tiến hành đo vẽ để xác định diện tích cái phần đất tranh chấp, số tờ, số thửa, tờ bản đồ, các cái công trình phụ trên cái phần đất tranh chấp có hay không. Và thông qua cái video này, để quý vị và các bạn, chúng ta là đương sự trong một vụ kiện dân sự, chúng ta có thể là nguyên đơn, chúng ta có thể là bị đơn, chúng ta có thể là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì chúng ta phải biết được rằng cái việc tòa án khi giải quyết tranh chấp thì họ phải bắt buộc phía nguyên đơn đo vẽ. Để sau khi phán quyết của tòa, tổng diện tích là 100m² thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại phường A, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích đất tranh chấp này, phán quyết bác yêu cầu khởi kiện của ông A, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, hoặc là chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Quay lại một vấn đề một tí xíu, tôi có một cái vụ kiện và tôi với vai trò là luật sư của nguyên đơn khởi kiện để yêu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất đối với phần đất do cha mẹ để lại. Thì trong cái quá trình mà tiến hành yêu cầu tòa án đo vẽ định giá, thì cái ông bị đơn ông bảo rằng là ông cho đo vẽ và cuối cùng phải dùng cái biện pháp gọi là cưỡng chế đo vẽ thì vẫn đo vẽ được. Thì theo như cái việc thừa kế thì quý vị và các bạn biết không, di sản do ba mẹ để lại thì được chia thừa kế. Tuy nhiên trong trường hợp của vị khách hàng của tôi thì tùy theo cái phán quyết của tòa, trong trường hợp các bên giao dịch bằng giấy tay thì có thể là vô hiệu, cũng có thể tòa cho rằng là cái việc giao dịch này hợp pháp, tiếp tục thực hiện hợp đồng, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, hoặc buộc hoặc là như thế nào đó. Thông qua video này thì tôi cũng muốn cho quý khán giả, những người yêu mến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, hiểu được rằng nếu trong trường hợp tòa án
Những cái gì mà liên quan đến việc tranh chấp, liên quan đến bất động sản thì tòa án phải tiến hành đo vẽ. Và việc đo vẽ này không dẫn đến kết quả là chia đất, không dẫn đến kết quả là chấp nhận đơn khởi kiện. Chúng ta hãy thật tỉnh táo, và khi chúng ta xác định cái tư cách của người tham gia tố tụng, cái mối quan hệ tranh chấp là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, thì chúng ta sẽ biết được rằng tòa có thể chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vậy thì chúng ta sẽ yên tâm và chúng ta chờ cái phán quyết của tòa. Thưa quý vị và các bạn, một chút bỏ nhỏ đến quý vị và các bạn rằng là nếu trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì chúng ta sẽ phản hồi cho luật sư. Còn nếu như trong trường hợp nếu quý vị và các bạn nào đó tin tưởng trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì tôi vẫn có những cái gói tư vấn có phí, và quý vị chỉ mỗi một việc là chuyển tiền vào tài khoản của luật sư và đưa cái toàn bộ cái hồ sơ giấy tờ để luật sư tư vấn, và chúng ta sẽ làm việc với nhau qua online. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.